tên của Long Coffee? Cà phê nguyên chất màu gì? Một câu hỏi mà hầu như là rất là nhiều anh chị đang thắc mắc. Có người thì nói rằng là cà phê nguyên chất sẽ có màu nâu đỏ, cà phê nguyên chất có màu nâu sậm, hoặc là có thể có người nói là cà phê mà nguyên chất là phải đen, phải sánh với kẹo. Thì hôm nay em sẽ cho mọi người biết là cà phê nguyên chất thực sự nó có màu gì nha anh chị. Thì bây giờ trên tay em đang cầm hai cái ly cà phê. Một ly là em pha từ cà phê nguyên chất, một ly là em pha từ cái bột cà phê có pha trộn. Thì anh chị không biết là anh chị có thấy rõ cái màu sắc của hai ly cà phê này như thế nào không ạ? Còn ly nào là ly cà phê nguyên chất thật sự và ly nào là ly có pha trộn đậu bắp thì tí nữa em sẽ nói cho anh chị nhé. Đầu tiên, anh chị nhìn quan sát giúp em ạ. Đây là hai cái dĩa bột cà phê mà hai cái ly nước này em pha từ hai cái dĩa bột này. Cái dĩa bột này đây ạ, là em rang xay trực tiếp từ những hạt cà phê như thế này ạ. Đây. Em xay trực tiếp từ cái hạt cà phê này, em được cái bột này và từ cái bột này em pha ra được ly cà phê này ạ. Thì cái ly cà phê mà em đang cầm đây thì thật sự nó là cà phê nguyên chất. Thì anh chị quan sát giùm em nè, cà phê nguyên chất nó có màu gì nè. Như em quan sát á, thì cái ly em đang cầm hiện tại trên tay á là nó có màu nâu nha anh chị, màu nâu cánh gián ạ. Và nó không có sánh kẹo, nó chỉ quẹo hơn cái nước lã bình thường một xíu thôi, nó không sánh kẹo ạ. Màu nó rất là nâu. Và cái mùi thơm của nó rất là dịu nha anh chị. Quay lại cái ly cà phê bên đây là em pha từ cái bột này ạ. Đây ạ. Bột này nha anh chị. Thì bột này là em mua ở bên ngoài và như em quan sát á là trong đây là nó có cả đậu nành. Màu rất là sậm. Ngửi rất là thơm nha anh chị, thơm lắm. Và khi mà em pha từ cái bột này ra thì em được một ly cà phê này. Ngửi cũng rất là thơm nha anh chị. Để từ xa như thế này là có mùi thơm rồi. Và như em quan sát nè, thứ nhất á là nó rất là đen, cái màu của cái nước cà phê đen. Thứ hai nữa là khi mà anh chị lắc như thế này á, nó sẽ có một cái lớp gọi là lớp caramel đó anh chị, nó bám lên cái thành ly, nó rất là đen. Thì cái này không phải là cà phê nguyên chất nha anh chị. Thì như thế nào là cà phê nguyên chất? Thì cà phê nguyên chất phải được rang xay trực tiếp từ những cái loại hạt cà phê như thế này. Làm sao để có được hạt cà phê như thế này á, thì đầu tiên anh chị phải có cái nhân sống cà phê. Thế nào là nhân sống cà phê thì em sẽ cho anh chị xem qua cái nhân sống cà phê nó như thế nào nhé. Tân có thể xích tới một xíu không Tân? Đây ạ. Đây là cái nhân sống cà phê khi mà mình chưa rang lên. Thì khi mà mình đem cái nhân này mình cho vào máy rang, mình rang ở một cái nhiệt độ và thời gian nhất định á, thì mình sẽ cho ra được những cái hạt cà phê như thế này ạ. Đây ạ. Đây là hạt cà phê được rang lên từ cái nhân mà em vừa cho anh chị xem. Thì quay lại câu hỏi là cà phê nguyên chất có màu gì và cà phê nguyên chất có sánh kẹo hay không. Thì đây ạ, đây là ly cà phê nguyên chất ạ. Màu nâu cánh gián, không sánh kẹo. Đó. Thì vừa rồi là em đã cho anh chị biết là cà phê nguyên chất có màu gì. Nếu mà anh chị nào thắc mắc về cà phê nguyên chất và đang muốn tìm hiểu và mua cà phê nguyên chất dùng thử thì anh chị hãy liên hệ ngay về Long Coffee. Long Coffee sẽ trả lời tất cả các thắc mắc cho anh chị ạ. Cảm ơn anh chị rất nhiều đã theo dõi kênh. Xin chào anh chị và hẹn gặp lại.